thứ bảy máu chảy về. Về đâu? Về đây, chứ mưa gió nồm ẩm thế này, ở nhà cày game mới toanh thôi anh em. 2. Xin chào anh em, sau cả tuần deadline dí ngập đầu thì mãi cũng đến cuối tuần rồi, rốt xả hơi thôi. Và thay vì lên cho anh em một cái top game như mọi lần thì hôm nay Sắp Game tôi giới thiệu đến với anh em một siêu phẩm game đang mở trải nghiệm ở trên Steam. Game hay thì tôi mới giới thiệu đến với anh em thôi, chứ mà đã là dân cày game PC thì không thể bỏ qua tựa game Vindictus Defying Fate. Ok, vào việc thôi. Đầu tiên thì phải nói rằng Vindictus Defying Fate là một game MMO nhập vai hành động lấy cảm hứng từ Dark Souls. Game lấy bối cảnh trong vũ trụ MMO cùng tên, mang đến thử thách cho anh em và những pha chiến đấu cực kỳ tàn khốc. Những con quái ở trong game có ngoại hình từ thần thoại Celtic, chúng có hình dạng của những con sư tử, những sinh vật cao chót vót trong bộ áo giáp khủng và biết cách sử dụng vũ khí. Với những màn combat mượt như sân siêu cùng với hình ảnh màu game tuyệt đẹp, Vindictus Defying Fate đang làm mưa, làm gió và được rất nhiều anh em game thủ đánh giá là một trong những tựa game hành động đáng chờ nhất. Trong bản demo Vindictus Defying Fate tập trung nhấn mạnh vào lối chơi hơn là câu chuyện. Có hai nhân vật có thể chơi được, đó là Fiona sử dụng vũ khí là kiếm và khiên và một nhân vật khác có tên là Len, người sử dụng hai thanh kiếm và có thể hung hãn lao tới xung quanh trong khi chiến đấu. Ở đây thì tôi mới chỉ chơi thử Fiona, còn Len thì anh em có thể tự mình trải nghiệm nha. Về lối chơi thì nói là tập trung nhấn mạnh vào lối chơi, nhưng với một game thủ cày game lâu năm thì ở bản demo này tôi chưa thấy Vindictus Defying Fate có điểm gì nổi trội cho lắm, bởi vì chỉ có đi farm quái cho tới boss thôi. Tuy nhiên, như đã nói ở đây, cái game này mấy con quái cũng rất đáng gờm đấy. Việc né tránh và chặn các cuộc tấn công đúng cách và những thời điểm quan trọng chính là bước để quyết định thành công. Với tôi, các tựa game Souls-like chắc chắn luôn mang tới những trải nghiệm hay ho thú vị. Và còn một điều khiến cho Vindictus Defying Fate được yêu thích hơn cả, đó chính là cơ chế điều khiển giống như một số con game hành động khác như Sorcerer và đặc biệt là Sekiro. Game sử dụng tổ hợp các nút chiến đấu thay vì kích hoạt, đồng thời có hệ thống kết hợp với kỹ năng sâu sắc mang lại cho mỗi nhân vật nhiều tiện ích đa dạng trong một cuộc chiến. Tuy nhiên, nếu như anh em chưa quen tay thì cũng khá là khó ăn đấy, đặc biệt là khi đánh cận chiến ở các động tác dùng khiên và né đòn. Nhưng bù lại, nút tấn công chính xác kết hợp với hiệu ứng âm thanh mang lại cảm giác phấn khích hơn rất nhiều so với hầu hết các game Souls-like khác. Và ở đây, anh em cũng thấy tôi đang chơi nhân vật Fiona. Cô nàng này thiên về phòng thủ hơn là tấn công. Mấy con quái lính thì hạ cũng đơn giản thôi, nhưng khi giáp mặt với con boss cuối cũng khiến tôi phải chật vật một lúc mới xong. Về lối chơi thì như thế, còn điểm cộng lớn của Vindictus Defying Fate ở bản thử nghiệm lần này chắc chắn là đồ họa rồi. Với dàn máy chục năm chạy ẻ, và tôi mới chỉ cài đồ họa ở mức cao chứ chưa mắc setting và đã xịn sò vào hình ảnh đẹp lung linh như thế này rồi. Chứ mà anh em nào có dàn máy gaming mắc setting thì cứ phải nói là hết nước chấm luôn. Chưa biết là khi ra mắt chính thức sẽ có thay đổi nhiều hay không, chứ mà ít nhất cũng được những bản demo này thì rất đáng chơi lắm đấy anh em nhở. Bản chơi thử này có trên Steam và anh em có thể chơi đến hết ngày 18 tháng 3. Ngày ra mắt chính thức của tựa game vẫn chưa được công bố. Nation chỉ xác nhận rằng Vindictus Defying Fate đang trong giai đoạn phát triển ban đầu cho PC và console và sẽ điều chỉnh dựa trên phản hồi từ bản chơi thử này.
Ok, và đó là những thông tin cơ bản về Vindictus Defying Fate bản thử nghiệm. Giờ tao phải đi cày để hạ con boss thứ hai đây. Chơi một tiếng rồi mới hạ được một con boss cũng thấy kỳ kỳ, nhưng không sao, bằng được mấy ông cày 5-7 tiếng thì cũng quá đã rồi. Video đến đây thôi, chúc anh em chơi game vui vẻ. À, link tải dưới phần comment nha anh em. Always have a vision, I go by at night. I be in my feelings, I'ma be fine.